Hi, hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Hạnh phúc nào sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2 Và tụ 3 ha cho mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi à, hạnh phúc nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 7 ngày tới từ ngày 18 tây tháng 3 đến ngày 24 tây tháng 3 năm 2024. Và đây những tra bay chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có thể đang trong thời điểm rất là hy vọng mình sẽ đạt được thắng lợi trong một cái cuộc thi hoặc là cuộc phỏng vấn nào đó ha. À, hoặc là có thể ở đây có một vài bạn các bạn cũng đã đạt đến những cái sự thành công trong cuộc sống của mình rồi và các bạn là những người sống tình cảm nhân ái và hiện tại thì có thể các bạn đang có rất là nhiều việc phải làm tuy nhiên mình thấy các bạn là những người rất là biết nhìn xa trông rộng biết suy tính và có sự chuẩn bị cẩn thận ha, trong từng cái hành trình của mình à, có thể các bạn đang trải qua cái giai đoạn tổn thương gì đó có thể một số bạn đã tổn thương về tình cảm hoặc là các bạn có những cái tổn thương do người khác gây ra cho nên là đôi khi mình thấy một số bạn hiện tại các bạn sống hơi khép kín hoặc là bạn có một cái sự xây rào bảo vệ bản thân của mình ha, Bảo vệ tinh thần của mình khỏi những cái người tiêu cực ừ, Các bạn chỉ muốn được yên thân và tập trung vào bản thân và cuộc sống Hoặc là những người thân yêu các bạn thôi Hiện tại thì có thể một vài bạn các bạn đã từng tổn thương trong tình cảm Thì mình thấy thấp sắp tới thì cái giận đào hoa của bạn nó được gọi là phát triển nở rộ ha Hoặc là một vài bạn thì có thể... Um, uh, sắp tới có khả năng là cái tình yêu của lãng mạn của bạn nó có sự dân tràn nhiều hơn nữa thời điểm này những cặp đôi yêu nhau thì nên có sự tiết chế cẩn thận để tránh có những cái sự gọi là gây hấn rồi tổn thương nhau bằng lời ăn tiếng nói ừ. mình thấy các bạn tụ một rất là đào hoa được rất là nhiều người yêu thích à. À, ở đây thì mình thấy là hiện tại các bạn nên có một sự yêu bản thân của mình ha? chữa lành trái tim của mình nếu như có những cái rạn nứt nào đó ừ. và đừng để cho những cái điều tiêu cực trong quá khứ ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn ở đây mình thấy có một số bạn sắp tới các bạn sẽ có những thắng lợi đó cho nên bạn đừng có sự gọi là lo lắng ha? lo lắng nó sẽ thu hút lo lắng hoặc là thu hút những sự tiêu cực nó sẽ thu hút những cái sự mà bạn lo lắng nó trở thành sự thật đó cho nên là hãy vững tin nếu như mình đã làm hết sức mình rồi thì hãy tin tưởng rằng bạn được ơn trên hỗ trợ để bạn có được cái thắng lợi mà bạn mong muốn còn nếu như một số bạn Các bạn có sự vụt lỡ Một cái cơ hội nào đó Nhưng mà không sao Vẫn còn có nhiều cái cơ hội mở ra Khi mà bạn đã biết rút kinh nghiệm Cho bản thân của mình ừ. Ở đây mình thấy có thể một vài bạn Các bạn nên có sự cân bằng Giữa tình yêu và sự nghiệp Để tránh có những cái uh, Sự gọi là Làm việc mất năng suất Hoặc là khiến cho tình yêu Nó có sự gọi là ừ. Mất cân bằng Hạnh phúc nào sẽ đến với bạn Trong 7 ngày tới À, ở đây mình thấy trong 7 ngày tới có thể các bạn sẽ có được những cái uh, sự sáng láng rực rỡ trong cuộc sống của mình, có thể các bạn sẽ nổi tiếng hoặc là thành công hoặc là có sự um, tâm điểm của sự chú ý ha kiểu vậy. À, có một vài bạn có thể là các bạn sẽ có những tin tức ở nước ngoài hoặc là có thể có một vài bạn sẽ đi du lịch nước ngoài hoặc có người thân ở nước ngoài về thăm. Ừ. Hoặc là cái việc gì đó mà bạn thực hiện nó có thể sắp hoàn thành hoặc là có một vài bạn ở đây các bạn đang muốn học ngoại ngữ ha thì mình thấy có thể là được ừ. các bạn cứ cố gắng hoặc là bạn có cuộc thi ngoại ngữ gì đó thì khi mà bạn đã dốc tâm dốc sức các bạn có sự quyết tâm là các bạn sẽ làm được thôi một vài bạn ở đây là mình thấy dường như bạn muốn dấn thân muốn thử sức một cái điều gì đó nhưng mà à, một cái kế hoạch nào đó sắp tới nhưng mà bạn chưa có tự tin ha, hoặc bạn không biết là mình sẽ thực hiện như thế nào thì thời điểm này là mình thấy các bạn cần phải thực tế một chút ừ tập trung vào những cái gì mà mình thật sự muốn thực hiện và học hỏi ở những cái người có kinh nghiệm đi trước, đi theo từng cái hành trình của họ, từng lộ trình của họ hoặc là xây dựng cái lộ trình riêng của mình. À, mình thấy có thể là bạn sẽ rời khỏi những cái sự gọi là do dự, mất cân bằng hoặc là có sự ngần ngại, chần chừ. Mình thấy các bạn sẽ có thể gọi là giải phóng bản thân của mình, bước ra khỏi cái vùng giới hạn của mình để đạt được cái đích đến của mình có một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có sự chăm sóc hoa lá cây cành trong cái khu vườn của các bạn và nhớ tưới nước ha cho cây cối để tránh bị khô hạn à, ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể trong giai đoạn này cũng sẽ xuất hiện rất là nhiều người quý nhân phản diện <laughs> à, những cái người mà gọi là công kích thật là nói những cái lời không tốt ha trong khi bạn không có làm gì ảnh hưởng đến bất kỳ ai cả thì yên tâm là À, những cái người này đến để giúp cho bạn lấy đi những cái xui rủi, những cái lo lắng của bạn đi xa đó. Bạn chỉ cần im lặng và tha thứ ha. Đó đây là những cái lời dành cho những bạn nào chưa biết. Còn những bạn nào xem thường thì các bạn cũng biết là cái um, cái sự trao đổi năng lượng này rồi ha. Ở đây mình thấy cái những người, người này họ đang có sự đánh đổi với các bạn. Họ nói xấu và phê bình, họ khiến bạn tổn thương thì họ sẽ mang đến sự may mắn cho các bạn và họ mang những cái rủi ro của bạn đi xa. Cho nên là bạn hãy biết ơn trân trọng những người này. Và bạn hãy biết rằng khi mà xuất hiện những người này á, là sắp tới bạn sẽ có những cái sự may mắn về thi cử, ha về tình yêu hoặc là những cái vấn đề gì đó của bạn nó sẽ được giải quyết. Hoàn toàn, hoàn thành. Ừ. À, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn còn phải triệt tiêu cái suy nghĩ sân si, tiêu cực, à, nhìn ngắm người khác rồi có sự so sánh hoặc là chê bai gì đó ha, hoặc là có một sự so sánh bản thân mình với người khác. Những nguồn năng lượng này rất là thấp, và nó khiến cho bạn có thể thu hút những nguồn năng lượng thấp hơn ha và tiêu cực hơn. Những nguồn năng lượng thấp thì thu hút sự tiêu cực ha, những cái xui rủi. Còn những nguồn năng lượng cao sẽ thu hút may mắn, tiền bạc, thịnh vượng dồi dào. Cho nên là khi trong mình có những cái nỗi sân si gì đó thì mình nên có sự kìm hãm tự xét bản thân của mình và giải quyết nó ai cũng có vấn đề này hết nhưng mà hơn nhau ở cái cách điều chỉnh cảm xúc cũng như là tập trung vào việc của mình không tập trung vào việc của người khác ừ. và hãy lấy những thắng lợi thành công của người khác để mình có sự ngưỡng mộ bởi vì khi mà bạn ngưỡng mộ nhiều thắng lợi thành công của người khác thì sau này bạn cũng sẽ là trở thành một người thành công như vậy ừ. đó là cái sự cộng hưởng năng lượng ha ngoài ra có một số bạn có thể các bạn sẽ có sự nắm đồng tiền trong tay ha có thể tiền lương tiền hưởng là nhuận đầu tư hoặc là các bạn có một cái sự khá là sang chảnh hoặc là một số bạn sẽ lên đồ đi ăn đám tiệc gì đó ừ, hoặc là mua sắm đồ đạt cho nhà cửa của mình ha trang trí bố trí mọi thứ trong giai đoạn 7 ngày tới mình thấy có thể một vài bạn có bạn sẽ đi biển chơi hoặc là đi công tác hoặc là người thân ở xa về thăm như mình nói ừ, thấy có một cái sự chuyển đổi nào đó ha ngoài ra mình thấy các bạn sẽ có uh, uh, một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ mua xe hoặc là mình thấy có thể các bạn có rất là nhiều những thắng lợi đến với các bạn đó ừ, các bạn có rất là nhiều lá liên quan đến sự thắng lợi thành tựu À, một vài bạn ở đây mình thấy còn có những cái buổi tiệc vui vẻ với mọi người ăn tiệc chúc mừng nhau chiến thắng hoặc là chúc mừng cho đội nhóm đạt đến cái thành tích nào đó một số bạn có cuộc thi phỏng vấn gì đó là sẽ đậu ha sẽ hoàn thành nếu như các bạn có sự gọi là uh, quyết tâm kỷ luật bản thân tốt và kiên nhẫn kiên trì cũng như chăm chỉ ha là các bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng thành quả của bạn là do bạn cố gắng nỗ lực và có một cái sự tác động hỗ trợ từ ơn trên nếu như bạn có sự tin tưởng rồi đó và giai đoạn này hạn chế tranh cãi mâu thuẫn ha bất kỳ những sự tiêu cực nào mà từ người khác xuất ra ảnh hưởng đến các bạn các bạn chỉ cần im lặng thôi là những cái điều tiêu cực đó sẽ quay trở về với họ và đồng thời xây ranh giới chỉ tập trung với những cái người tích cực thôi những cái người nâng tinh thần của bạn lên còn những người không xứng đáng không phù hợp thì bạn có quyền gọi là đẩy họ ra khỏi cuộc sống của các bạn bằng cách im lặng phất lờ Uh, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn uh, Có một cái sự uh, Uống nước nhiều ha Để giúp cho bạn có sự gọi là sáng suốt um, Chỉnh chu trong cách suy nghĩ Cũng như cái hướng hành động của các bạn Một vài bạn ở đây có sự uh, tiếp xúc Với một người mang năng lượng nữ nhẹ nhàng Chân thành, ấm áp um, Biết quan tâm người khác thế người này họ sẽ quá giải điều gì đó Hoặc cho bạn lời khuyên Hoặc là động viên các bạn ha. hoặc là một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn nên cư xử một cách nhẹ nhàng hài hòa thì sẽ tốt cho mọi việc trong cuộc sống của bạn ừ. và mình thấy có một vài bạn ở đây thì có thể là có món quà được mang tới cho các bạn hoặc là những lời khen hoặc là những cái cơ hội gì đó hoặc là bạn muốn phát triển một cái niềm đam mê thích thú gì đó của bạn càng cứ thực hiện có thể cũng có những cái thử thách ở giai đoạn ban đầu nhưng mà với cái sự gọi là lên kế hoạch chỉnh chu thì có thể bạn sẽ vượt qua được ừ. một cách êm ái và ngoài ra thì mình thấy là có một số bạn có thể có tình yêu tình cảm gì đó ha liên quan ở đây một số bạn ở đây mình thấy các bạn sẽ ở trong cái trạng thái tiết kiệm tiền không có dám tiêu xài phung phí ừ. À, có một vài bạn có thể là bạn sẽ đi dành được khá là nhiều tiền hoặc là có thể các bạn cũng sẽ mua sắm vàng bạc gì đó à, ngoài ra thì một vài bạn các bạn có thể là có tiền nhờ vào cái khả năng ăn nói sự thông minh nhạy bán, sự sáng tạo của các bạn ừ, hoặc là có thể các bạn cũng sẽ mua sắm quần áo khá là nhiều cho nên mình thấy các bạn nên tiết chế ha cái nào cần thì mua cái nào mình đã có rồi thì không nên mua nữa kiểu như cái kiểu đó mình đã có rồi không nên mua nữa chỉ mua những gì thực sự là mình chưa có thôi à. À, một số bạn sẽ có những cái uh, đồng tiền bất ngờ có thể là người khác đem đến cho các bạn. Ừ. Hoặc là trong giai đoạn này các bạn đừng có chơi uh, đỏ đen cờ bạc uh, quá nhiều không thôi là các bạn sẽ bị uh, hối tiếc hối hận đó nha. Hoặc là tránh gọi là chơi những cái trò may rủi á, mình thấy là như vậy. Ừ. Nhưng mà nhìn chung á, thì mình thấy khi mà các bạn biết uh, né tránh những cái gì nó không phù hợp với bạn á và bạn biết sử dụng tiền khôn ngoan thì mình thấy các bạn sẽ ở trong cái trạng thái vui vẻ ha tràn đầy sự hạnh phúc có sự gọi là đủ đầy về mặt vật chất tiền tài à, có sự cảm thấy thỏa mãn và hài lòng ừ. một số bạn sẽ chi tiền cho đám tiệc gì đó ở đây giai đoạn 7 ngày tới mình thấy các bạn gặp gỡ rất là nhiều người quen thân thuộc đó có khả năng các bạn sẽ đi đám tiệc như là đám dỗ, À, đám thơ no đầy tháng gì đó vân vân và mình thấy các bạn có một sự hòa nhã ha à, um, giải quyết những cái mâu thuẫn giữa những người xung quanh à, hoặc là một vài bạn thì có thể là bạn sẽ có sự tu tập hơn hướng thiện hơn học hỏi những cái điều mới hoặc là có một vài bạn sẽ tham gia những khóa học những khóa đào tạo gì đó ừ. có thể một vài bạn sẽ được thăng chức lên một vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo vị trí gọi là chia sẻ kiến thức ha? giảng dạy vân vân ừ và mình thấy thì có thể là bạn cũng được ơn trên ban cho bạn rất là nhiều những cái hướng dẫn để bạn biết mình phải làm gì mình phải thực hiện như thế nào ha để có thể có được một cái thắng lợi tốt nhất một số bạn ở đây các bạn sẽ lên trang mạng rất là nhiều để tìm hiểu kiến thức thông tin tài liệu mà bạn cần và mình thấy những gì mà bạn cần thì được sẽ được ơn trên đem đến cho bạn một cách rất là bất ngờ thông qua như là lúc tiktok thấy nè hoặc là lúc youtube thấy nè ha thấy những cái tài liệu gì đó mình đang rất là cần thiết ha để phục vụ cho cái công việc của các bạn hoặc là cái việc học tập của các bạn mình thấy các bạn sẽ có một cái sự gọi là quyết tâm vì cái đam mê ước muốn của mình một số bạn ở đây là mình thấy có những cái gì đó rất là mới đến với các bạn tiền bạc cơ hội ha hoặc là những ý tưởng những dự án những cái sự sáng tạo những cái giải pháp mới ừ. ngoài ra một số bạn có thể là sẽ có tin tức vui về con cái ha hoặc là có một vài bạn ở đây thì có thể bạn sẽ trưng à, bông trưng hoa nè hoặc là trồng hoa trồng bông gì đó trong nhà trong vườn rồi có một vài bạn có thể là các bạn cũng có một sự nhớ đến ông bà tổ tiên ừ. và có sự thể hiện cái sự hiếu đạo của mình với cha mẹ của mình chẳng hạn thấy ừ. có một cái sự gắn bó thân thiết với những người thân yêu à. À, một vài bạn ở đây các bạn nên có một cái sự nhắc nhở con cái con cháu của bạn à, cẩn thận với những người lạ ha, để tránh cái vấn đề bắt cóc hoặc là bỏ thuốc mê gì đó vân vân tránh nhận đồ ăn của người lạ à, đồng thời đi đứng cẩn thận ha ở đây có một số bạn các bạn bị cái chứng đau nhức xương khớp đau mỏi vai gáy gì đó thì mình thấy các bạn nhớ nhớ massage cơ thể nha Ngoài ra thì có thể một vài bạn sẽ dọn dẹp bàn thờ, chưng bông, chưng hoa cho ông bà ừ. Hoặc là cầu nguyện và Các bạn cũng có những giây phút như là thoải mái ngồi xem phim với thú cưng của mình ha. À, Thư giãn và như mình nói là uống nước nhiều ừ. Mùa này mùa khô nóng nữa cho nên các bạn cần phải uống nước Và uống điều độ đầy đủ Và một số bạn ở đây ăn uống cũng cẩn thận ha. Ăn chín uống sôi Ừ À, có một số bạn có thể các bạn cũng sẽ có những cái giây phút ngọt ngào gắn kết với người yêu thương của mình đó ừ. ngoài ra mình thấy các bạn cũng sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi à, để cân bằng lại cuộc sống À, ở đây mình thấy trong giai đoạn 7 ngày tới những cặp đôi yêu nhau là, là có thể là các bạn có rất là nhiều việc phải làm đặc biệt cái người mang năng lượng nam này rất là nhiều cái gánh nặng nhiều cái áp lực nha bạn nam này thì rất là giỏi giang làm ra tài chính rất là tốt và có thể hiện tại bạn ấy đang nghiêng về vật chất tiền tài nhiều hơn đang cố gắng nỗ lực uh, dốc hết mình cho công việc và rất là cần thời gian nghỉ ngơi hợp lý và cần thời gian chữa lành sức khỏe đó cho nên là mình thấy các bạn mang năng lượng nữ trong tình yêu này các bạn nên có một cái sự biết suy nghĩ à, tinh thần vững mạnh ừ. để à, tránh đưa ra những cái sự đa nghi nghi ngờ gì đó ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn còn nếu như hai bạn có khả năng giữ cân bằng và hiểu cho đối phương thì mình thấy có thể là cái tình yêu này cũng khá là tốt đẹp ừ. và cân bằng và có thể các bạn cũng có những giây phút ngọt ngào gắn kết thậm chí là có những giây phút đắm đuối lãng mạn với nhau ừ. những bạn uh, yêu nhau mình thấy như vậy còn những bạn nào độc thân thì mình thấy có thể là um, có thể có một số bạn các bạn cũng có rất là nhiều người thích các bạn tuy nhiên mình thấy dường như các bạn sẽ để công việc là chính yếu trước các bạn yêu thương bản thân mình trước à, tập trung vào cuộc sống của mình cũng có sự tìm hiểu nhưng mà có khả năng là chưa có quá nhiều cái sự đắm đuối lãng mạn ở đây um, tại vì có thể do công việc chi phối đó còn những bạn nào mà ngắt kết nối chia tay thì mình thấy thời điểm này các bạn tạm thời lắng động ha. Bạn cảm thấy quá nặng nề áp lực thì các bạn tập trung vào chữa lành bản thân, sức khỏe, tinh thần của mình. Đừng vội vàng tìm kiếm người yêu. Để tránh gặp phải những cái người lợi dụng không phù hợp với mình. Khi mình chưa chữa lành xong là mình toàn gặp những cái người đến để có thể không có yêu thương các bạn mà gây cho bạn cái sự gọi là tổn thương nào đó. Khi mà bạn hoàn thành xong cái vấn đề chữa lành thì bạn hãy mở lòng đón nhận người mới. Còn nếu không thì thôi chứ đừng có gấp gáp gọi vàng yêu. Ở đây mình thấy có thể có một vài bạn sẽ có sự kết nối với người cũ vào cuối của giai đoạn 7 ngày tới ha, nếu như các bạn còn muốn à, đặc biệt cái người mang năng lượng nam họ phải chủ động thì mình thấy có một cái sự kết nối ở đây, có sự làm hòa, sự chỗ lành. À hoặc à, có thể một vài bạn sẽ có sự kết nối với một ai đó mới nhưng mà nó họ lại khá là giống cái người cũ của các bạn nha mình thấy là như vậy nhưng mà không cần phải biết người cũ hay người mới thì các bạn cứ tập trung vào việc chủ lành trước cái đã nha, quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần thể chất của mình đừng bỏ bê bản thân của bạn ừ, hãy có sự công bằng cho chính mình ở đây mình thấy các bạn có sự may mắn nè ừ. à, có nhiều bạn có những cái sự may mắn gì đó đến với các bạn Ừ, cỏ bốn lá ha cho nên là mình thấy có thể may mắn là các bạn có thể là chiến thắng thành công đó hoặc là có những nguồn tiền bất ngờ cơ hội bất ngờ ừ. và có thể tìm ra được cái giải pháp nào đó hoặc có được cái sự tự do cho chính bạn giải quyết được những cái rắc rối những cái cản trở nào đó của các bạn một ừ. số bạn hiện như mình nó có liên quan đến yếu tố nước ngoài ở đây ở đây mình thấy cái thiên thần đang ở bên bạn lúc này để nâng cao cái sự tự tin của bạn bởi vì các ngài có thể thấy một số trải nghiệm mà bạn phải chịu đựng khắc nghiệt như thế nào à, các ngài muốn bạn hãy biết rằng cái sự dễ bị tổn thương cho bạn cơ hội tìm thấy sức mạnh mang lại cho bạn cái sự tự do và để tiến tới cái sự tự do đó thì thiên thần hướng dẫn của bạn đang khuyến khích các bạn hãy dành chút thời gian hôm nay để kết nối với những cái con người tích cực hoặc là những cái phần mà bạn cảm thấy yêu thích ở bản thân mình đó, ha, mà bạn cảm thấy ngưỡng mộ ở bản thân mình bạn hãy biết rằng sự nhạy cảm của bạn không phải là một cái lời nguyền nhưng nó lại là một cái món quà đó bạn là một tâm hồn được kết nối mà cảm xúc và mặc dù những cái làn cảm xúc gần đây có thể khiến bạn choáng ngợp nhưng những cảm xúc đó là những cái lời nhắc nhở tuyệt vời về việc bạn quan tâm đến việc sống trung thực và tích cực đến mức nào vì vậy bạn hãy dành chút thời gian để đánh giá những cái đặc điểm ưu điểm của mình ha, để trở thành một con người độc đáo À, và khi mà bạn biết tôn trọng bản thân Thì người khác cũng sẽ có sự đánh giá cao và tôn trọng các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Để xem coi hạnh phúc nào sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới Từ ngày 18 tây tháng 3 đến ngày 24 tây tháng 3 năm 2024 Và đây hiện ra bài chung may nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chuyên nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là quyết tâm. Ừ. một số bạn ở đây các bạn là những người đã muốn thì sẽ làm cho bạn được. À, dù cho những cái thử thách trong ga như thế nào của bạn cũng sẽ cố gắng hoàn thành vì cái đam mê các bạn. Ừ. À, các bạn là những người rất là thích giúp đỡ, thích chia sẻ, thích làm từ thiện hoặc là các bạn là những người rất là vui vẻ, hòa đồng. các bạn rất là yêu trẻ thơ, các bạn rất là thích giúp đỡ trẻ thơ ở đây. À, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn đang dùng luật hấp dẫn để bạn có thể thu hút tài chính đến với mình, để bạn có thể giúp đỡ cho nhiều người nữa, ha, kiểu vậy. hoặc là một số bạn, các bạn là những người rất là sáng tạo, rất là quyết đoán, dứt khoát. Ừ. các bạn làm gì cũng có một cái sự chỉnh chu hoặc là lên kế hoạch đàng hoàng tử tế hết các bạn là những người sống độc lập tự do không có thích uh, dựa dẫm người khác ừ. ngoài ra thì mình thấy các bạn sắp có một cái cơ hội một cái sự sáng tạo hoặc là một cái điều gì đó đang đến với các bạn đó ừ. hoặc là một cái khởi đầu mới trong công việc hoặc là trong bất cứ điều gì một số bạn các bạn rất là thích trồng hoa trồng cây thì mình thấy có thể là điều đó rất là tốt cho các bạn để các bạn có thể kết nối với thiên nhiên Ha. và khi mà bạn kết nối qua hai lá cây cành thì bạn dường như trở nên uh, tỉnh táo hơn, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn đó. Ừ. và dường như khi mà bạn phấn chấn, bạn vui vẻ, bạn hào hứng, ha, bạn tràn đầy cái sức sống thì bạn lại thu hút nhiều tiền tài hơn đến với bản thân mình. Nói mình là như vậy. Ừ. Hiện tại thì đối với bạn bây giờ cái vấn đề vật chất là trên hết và mình thấy dường như đang có những cái nguồn tiền tài gì đó đang đến với các bạn đó. Ừ. Bởi vì bạn là người thích cho đi Cho nên là vũ trụ sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa Để bạn có thể cho đi một cách trọn vẹn ừ. À, ở đây mình thấy trong giai đoạn 7 ngày tới các bạn sẽ có một cái sự phát triển được cái sự tự tin của bạn Nói lên được cái chính kiến, cái điều bạn mong muốn hoặc là các bạn nào có những cái vấn đề về bao tử dạ dày đó thì mình thấy có thể là sẽ được uh, hồi phục ha ừ, Ở đây thì mình thấy một vài bạn thì uh, các bạn sẽ có sự hướng về tinh thần nhiều hơn Có sự kết nối với thần thánh hoặc là các bạn sẽ đi chùa, đi nhà thờ khá là nhiều trong giai đoạn này Ngoài ra các bạn có một cái sự phát sáng trong cái tâm hồn các bạn Các bạn có thể có sự giác ngộ được khai sáng nhiều điều Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn luôn cố gắng giữ cân bằng để tâm hồn của bạn nó có sự thanh thản và đưa ra những quyết định phù hợp Thấy các bạn sẽ lên kế hoạch để thực hiện một cái điều gì đó một cái chiến lược một kế hoạch gì đó cho cái tương lai sắp tới của các bạn đồng thời các bạn gia tăng được cái sức khỏe sức mạnh tinh thần ý chí và sự quật cường của mình ha, các bạn đánh thức được cái con sư tử bên trong các bạn để bạn có thể quyết tâm thực hiện ha, một cái um, kế hoạch mà bạn uh, mong muốn ở đây có thể là bạn đi đến một nơi nào đó khá là nhiều cửa nhiều phòng ha hoặc là có thể có rất là nhiều những cơ hội những cái khả năng những cái cánh cửa mở ra các bạn thì có thể bạn sẽ có một cái sự mạnh mẽ bước vào một cái cánh cửa nào đó để bạn có thể khai triển um, cái dự án tương lai à, một số bạn ở đây mình thấy có thể có tình yêu <laughs> hoặc là một cái người mang năng lượng nam là họ có một cái sự giúp đỡ yêu thích các bạn hoặc là à, trở thành một cái người đồng nghiệp một cái người cộng sự vân à, vân hoặc là một số bạn nam ở đây có thể các bạn sẽ tràn ngập tình yêu thương có thể là yêu thương bản thân yêu thương mọi người nhưng mình thấy dường như đây có khả năng là một cái tình yêu lãng mạn ở đây mình thấy có thể một vài bạn là trong giai đoạn này á các bạn có thể là sẽ có sự gọi là âm thầm thực hiện một cái điều gì đó à, hoặc là một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ nhận được sự trợ giúp ha từ ai đó dành cho các bạn À, có thể bạn có những cái niềm ước muốn nào đó các bạn sẽ có thể thực hiện đó ha. hoặc một số bạn có thể là các bạn sẽ tìm ra được cho mình một cơ hội uh, kiếm tiền uh, thứ hai ha, kiểu vậy. Ừ, hoặc là một vài bạn có khả năng vào giai đoạn cuối của bạn ngày tới là mình thấy các bạn có được sự cân bằng hoặc bạn có sự cầm đồng tiền trong tay hoặc là bạn cảm thấy thỏa mãn với những cái nguồn tài chính mà bạn có được. Một số bạn có thể là các bạn sẽ đam mê phát triển đam mê theo cái uh, hướng là giải trí ha, sáng tạo, nghệ thuật hoặc là chữa lành hoặc là về vấn đề tinh thần vân vân à, một vài bạn ở đây thì nói chung là mình thấy giai đoạn đầu của 7 ngày tới các bạn sẽ có không gian bình yên cho chính mình à, và tìm ra những cái dự những cái giải pháp gì đó để um, giải quyết những cái vấn đề tồn động trong cuộc sống à, có một số bạn ở đây sẽ có một sự kết nối gần gũi với những người họ hàng ha hoặc là những người thân thiết hoặc là, là gặp được cái người thầy tinh thần hoặc là có thể bạn sẽ được ân trên hỗ trợ nhắc nhở hoặc là giúp cho bạn có được một cái sự gọi là tinh tấn gì đó thông tệ gì đó trong một cái vấn đề nào đó ừ. ngoài ra thời điểm này thì mình thấy các bạn không nên để bản thân của mình trở nên sân si hoặc là chê bai hoặc là uh, khắc nghiệt với người khác ừ. bởi đây là cái nguồn năng lượng thấp mà bạn hãy biết rằng tài chính của bạn nó đang đến rất là gần cho nên là bạn không có cần phải sân si với ai cả cứ tập trung vào việc của mình tập trung vào niềm vui của mình thì tự khắc niềm vui sẽ thu hút niềm vui may mắn thu hút may mắn còn những cái nguồn năng lượng chê bai khinh ghét hay gì đó ha nói xấu phê bình gì đó đó là những nguồn năng lượng thấp ha, nó sẽ có sự gọi là khả năng là thu hút những cái sự tiêu cực những cái sự thiếu thốn hay những cái sự lo lắng ha, bất an đến rất là nhiều cho nên là mình phải triệt tiêu cái điều này bằng cách mình tập trung vào niềm vui ha, xem hài xem kịch rồi tập trung vào vấn đề của mình giải quyết và tập trung vào cái sự bận rộn của mình để có thể hoàn thành tốt công việc của các bạn ngoài ra ở đây mình thấy có thể cũng có những cái người dùng lời nói chỉ trích phê bình gì đó thì bạn hãy cảm thấy biết ơn trân trọng à, đây là những quý nhân phản diện nha à, theo như mình nói hổm rài rất là nhiều gần những cái trải bài quý nhân phản diện này họ sẽ xuất hiện ha, mỗi khi khi mà bạn không có làm gì họ hết mà họ xuất hiện họ chê trách họ nói xấu các bạn á thì họ đang gọi là giúp cho bạn có thể gỡ rối được những vấn đề khó khăn tồn động ở hiện tại hoặc là trong thời gian tới có những cái khó khăn gì đó thì có thể là bạn sẽ giải quyết được ừ. và những người này sẽ là những người họ đang có một cái sự đánh đổi sự may mắn của họ cho bạn cho nên là họ đang nguồn mang nguồn năng lượng tiêu cực thì họ sẽ thu hút cái sự tiêu cực của bạn vào trong cuộc sống của họ à, họ sẽ mang cái sự xui rủi của bạn đi xa và cái may mắn của họ sẽ được bạn kéo đến thu hút đến, tại vì bạn có năng lượng của sự tha thứ, à, bạn có nguồn năng lượng của sự phất lờ, bạn tập trung vào niềm vui thì bạn sẽ thu hút cái sự may mắn của họ đến với bạn. Cho nên là bạn hãy biết ơn, trân trọng những người này xuất hiện trong cuộc sống của các bạn để họ mang những lắng lo, những cái suy si tư hoặc là những cái xua rủi về tài chính hoặc là tình cảm của bạn đi xa. Ừ. À, một số bạn ở đây sẽ có một cái sự gọi là chữa lành về sức khỏe gặp được một cái người thầy thuốc chữa lành. À, đây là một người có tay nghề cao hoặc là một vài bạn làm trong lĩnh vực chữa lành có thể là các bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa những kiến thức hoặc là mở mang cái khả năng chữa lành của mình nâng cao cái kỹ năng của các bạn và được mọi người đón nhận hoặc là công nhận hoặc là đạt được cái thành tích nào đó được khen ngợi ở đây mình thấy có một số bạn Các bạn sẽ có hai cơ hội gì đó được mở ra thì việc của bạn hãy tập trung và xem cơ hội nào phù hợp để mình chọn lựa ha. Hoặc là chọn lựa hai đối tượng hoặc là một vài bạn có thể có tình yêu trong giai đoạn 7 ngày tới này. Ở đây mình thấy giai đoạn 7 ngày tới này mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là khép kín, không có thích tiêu xài tiền bạc hoặc là có sự kiểu như là um, khóa bóp lại, kiểu vậy không có dám tiêu xài nhiều. Một số bạn có khả năng là sẽ tìm được một cái cơ hội tài chính mới. Thậm chí mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự rất là chăm chỉ, rất là bận rộn với công việc của mình để bạn có thể kiếm thêm tiền nhiều hơn nữa. Các bạn có sự đuối sức nha, kiểu như là các bạn sẽ có sự chạy theo tài chính. Tiền bạc các bạn cứ sợ thiếu thốn, các bạn cứ lo lắng về tương lai. Các bạn uh, sợ sẽ không đủ hoặc là tương lai của mình không có ai giúp đỡ rồi mình sẽ có sự gọi là uh, bi lị hoặc là khó khăn nếu như mình không có tiền. Tuy nhiên thì mình thấy các bạn nên cân bằng bởi vì có một số bạn các bạn bị hoang mang quá độ nó khiến cho bạn gọi là cứ làm việc hết sức hết cái năng lượng các bạn mà các bạn không nghỉ ngơi là rất là dễ đâm ra bệnh tật ha yeah. à, một số bạn ở đây mình thấy các bạn nhớ bảo vệ đôi mắt của mình thật là tốt nè không thôi là có khả năng là sẽ bị nhức mắt hay gì đó phải à, sử dụng tiền để chữa lành cái vấn đề này mua thuốc rồi đó ha hoặc đi bác sĩ À, và mình thấy các bạn còn phải có một cái sự lý trí hơn trong việc sử dụng đồng tiền hoặc là ai đó mời gọi bạn hợp tác làm ăn kinh doanh gì đó hãy xem xét kỹ lưỡng hãy có một cái nhìn xa ha, toàn cảnh hoặc là hỏi xin ý kiến hoặc là tham khảo ha, trên trang mạng để xem cái 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 hợp sự hợp tác đó nó có lợi cho bạn hay không hoặc là có khả năng tiếp thu thêm những cái chiêu thức lừa đảo mới để mình không có bị gia vào cái điều này ừ. À, mình thấy có thể là giai đoạn đầu của 7 ngày tới có thể là tiền bạc của bạn nó vẫn chưa có sự gọi là tốt tốt cho lắm hoặc là kiểu như là các bạn không có không có dám tiêu xài nhiều ha các bạn có sự kỹ lưỡng hơn nhưng mà cái giai đoạn cuối của 7 ngày tới có thể năng là các bạn có niềm vui về tài chính các bạn cảm thấy hạnh phúc hơn ha các bạn cân bằng trở lại hoặc là một số bạn có khả năng là sẽ có những cái dự định như là đi làm xa đi du lịch hoặc là uh, lên kế hoạch gì đó để có thể thu hút uh, tiền tài đến với mình hoặc là tiền bạc của bạn có khả năng nó đang trên đường đến với các bạn rồi ha mình thấy là như vậy có thể là giai đoạn cuối của bạn ngày tối là bạn đã có cái tín hiệu tiền bạc rồi nhưng mà có thể giai đoạn uh, tiếp theo đó bạn mới có thể là người có tiền ừ. một số bạn có thể là sử dụng tiền để lo cho con cái của mình đặc biệt giai đoạn này hãy uh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của con cái bạn hoặc là một số bạn sẽ giúp đỡ cho con cháu gì đó ở đây Tuy nhiên thì mình thấy nói chung là tiền bạc của bạn nó cũng có một cái sự rủng rỉnh Một vài bạn thì có khả năng là các bạn sẽ mua bán vàng gì đó trong giai đoạn này Giai đoạn 7 ngày tới mình thấy có thể là các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người thân yêu, họ hàng hoặc là nhận được quà tặng đồ ăn biếu tặng vân vân. Một vài bạn thì có khả năng là sẽ có sự hẹn hò với người yêu hoặc có sự hợp tác, cam kết, cộng sự. À, và tinh thần của bạn có sự minh mẫn hoặc là bạn sẽ tìm ra được một cái hướng đi mới, một cái quyết định, một cái dự án, một cái giải pháp gì đó mới cho cái công việc của mình. các à, bạn có sự quyết đoán và dứt khoát hơn, kiên cường hơn, vững mạnh hơn. Tuy nhiên là mình thấy bạn rất là cực luôn ha, có quá nhiều việc rồi dồn lên cái đầu vai của các bạn hãy nới lỏng ra và hãy nghỉ ngơi khi cần thiết à, mình thấy các bạn vẫn lao đầu vào công việc <laughs> vẫn rất là nỗ lực và có sự hợp bàn với mọi người để tạo ra những cái giá trị chung cho một cái công việc nào đó ừ, trong đội nhóm hoặc là có thể có sự gọi là đi ăn đám giỗ ăn đám tiệc gì đó trong giai đoạn này có sự cùng với mọi người làm đồ ăn thức uống rồi đó vân à, vân vâng. thế một số bạn có sự giúp đỡ cho em ở đây nữa nè ở đây mình thấy có thể một vài bạn các bạn có một cái trạng thái là cực nhưng mà vui ha à, vui vì bởi vì bạn làm những cái điều giá trị cho cuộc sống ha cũng có niềm vui cũng có cái sự cực khổ sang lẫn nhưng mà mình thấy các bạn sẽ chọn niềm vui cho nên dù cho cực bạn bạn vẫn có một cái sự cảm thấy hạnh phúc à. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là à, thỏa mãn hài lòng hoặc ừ. là bạn có sự chiều chuộng bản thân của mình ha, cơ thể của mình như thế nào đó à, ngoài ra thì mình thấy một số bạn sẽ vẽ sẽ sáng tạo sẽ thể hiện được cái khả năng à, hội họa của mình chẳng hạn hoặc là bạn sử dụng đôi bàn tay của bạn để làm cái gì đó à, mà bạn yêu thích ừ. một số bạn sẽ nấu ăn nè ha, hoặc là sơn móng tay nè đối với bạn nữ ha sẽ nấu ăn đặc biệt có thể là có một số bạn sẽ tính ăn chay ừ thấy toàn là ăn rau củ quả thôi. <laughs> và bạn sẽ có những cái chuyến bay, chuyến du lịch, ha. À, hoặc là lên kế hoạch đi đâu đó, hoặc là người thân ở xa về thăm. Và mình thấy các bạn phát triển được cái trực giác của các bạn, nâng cao được cái sự gọi là thông thái, ha, sự tinh tấn và sự hiểu biết của các bạn nhiều hơn. Ừ. Một số bạn có thể là như mình nói gặp họ hàng, người bạn cũ hoặc là những cái đối tác cũ, ừ. hoặc là một người bạn nào đó ở quá khứ. Hoặc là thậm chí có một số bạn kết nối với những người cũ nào đó ở đây. Wow, ở đây mình thấy một số bạn trong giai đoạn 7 ngày tới Tình cảm có vẻ hơi vui ha Có một số bạn sẽ bắt đầu một cái khởi đầu mới trong tình cảm à, Bạn cảm thấy hài lòng, mãn nguyện Hoặc một số bạn có thể có sự xung hợp với đối tượng nào đó của các bạn Mà hai bạn đã mâu thuẫn gì đó Thì có khả năng khoảng 60% thôi chứ không có hết tất cả à, Có sự hợp mặt, quay trở về à, Đặc biệt cái người mang năng lượng nam họ sẽ có sự chủ động khá là nhiều à, à, Mình thấy có thể là có được những cái sự rõ ràng gì đó trong mối quan hệ đó Ừ, những bạn cái nói chia tay như vậy ừ, mọi thứ được công khai được rõ ràng ha bạn cảm thấy phấn chấn và cảm thấy hạnh phúc ừ, vui vẻ cảm thấy được tự do cảm thấy trút bỏ được những gánh nặng áp lực à, những bạn cái nói chia tay hay như vậy còn có những bạn mà gọi là yêu nhau thì mình thấy có thể là trong giai đoạn này cái người mang năng lượng nam sẽ có một cái sự chủ động hơn đến các bạn nào nữ đó ừ, sẽ nói lên những lời yêu thương hoặc là hẹn hò với nhau hoặc là có khả năng hẹn gặp nhau hoặc là đi chơi du lịch à, với nhau vân vân ừ, thấy các bạn có một cái sự à, vui vẻ và phấn chấn giống như tình yêu của bạn đã được nâng cấp lên một cái tầm cao mới hoặc là có được những cái điều mới mẻ trong mối quan hệ này à, những bạn độc thân thì cũng có đối tượng xuất hiện ha tùy à, theo các bạn các bạn có muốn hay không thôi còn các bạn không muốn thì các bạn vẫn vui vẻ với cái kiếp độc thân của mình còn nếu như bạn muốn thì có thể cũng có đối tượng xuất hiện à, đặc biệt cái bạn nam là bạn phải là chủ động mới có nha ừ. còn các bạn nữ thì có khả năng trong lúc mà bạn đang gọi là thành công trong cuộc sống bạn đang rất là bận rộn ha bạn có rất là nhiều việc phải làm à, bạn không có còn ảnh ảnh hưởng với tình cảm nữa thì tình yêu lại xuất hiện hoặc có khả năng có tới hai đối tượng hai đối tượng mang năng lượng nam xuất hiện với các bạn nữ đó nha ừ, mình thấy là như vậy một số bạn còn cảm thấy biết ơn và trân trọng nữa. À, có một vài bạn ở đây thì có thể là có một cái sự kiểu như là kỷ niệm ngày quen nhau à, hoặc là kỷ niệm gì đó ăn mừng ừ. hoặc là có thể năng một vài bạn sẽ ra mắt à, người thân gia đình trong tình cảm. À, và ở đây bạn có rất là nhiều niềm hạnh phúc ha. hạnh phúc về tình yêu và tài chính rồi à, gia đình rồi đám tiệc ha. rồi à, cộng sự cam kết rồi có thể có những cái gì đó mới mẻ diễn ra ha. và bạn đạt được cái điều mà bạn muốn tuy nhiên bạn hơi cực một chút nhưng mà các bạn cũng nên cân bằng đêm hôm mình sẽ bị ngã quỵ nha ừ. mình thấy có thể là bạn có sự tập trung mà thu hút cái gì đó thì nó sẽ đến với các bạn đó ừ và có thể là vấn đề sức khỏe cũng được chữa lành, à, vấn đề rối loạn tiêu hóa dạ dày gì đó ở đây. Ở đây mình thấy có thể là các bạn có được cái sự chữa lành thấu hiểu và có một cái tình yêu triệt để cho cái đứa trẻ bên trong các bạn. Ừ, cái thiên thần hộ mệnh đang ôm lấy các bạn trong vòng tay yêu thương các ngài, nuôi dưỡng cái đứa trẻ bên trong của bạn và khuyến khích bạn hãy giải phóng những cái sự trẻ con bên trong mình. À, và đồng thời hãy có một cái sự gọi là Sống một cách hồn nhiên vui tươi hơn à, nhìn cuộc sống này với những cái điều kỳ diệu ở ngoài à, cơ hội ngoài kia đã lúc đã đến lúc các bạn phải vui chơi các bạn phải thoải mái các bạn phải nhẹ nhàng rồi các bạn bị áp lực quá nhiều về cơm áo gạo tiền khiến cho bạn cảm thấy khắc nghiệt và cảm thấy không có còn muốn gọi là tồn tại nữa kiểu vậy cho nên các bạn cần phải cần thiết vui chơi hoặc là nghỉ ngơi hoặc là làm bất cứ điều gì mình cảm thấy vui mình cảm thấy trọn vẹn uhm. đã đến lúc lấy lại cái sự ngây thơ các bạn và thể hiện bản thân theo cách tràn đầy cái sự hứng thú và phiêu lưu à, và cũng đã đến lúc cái đứa trẻ bên trong của bạn đã được chữa lành giai đoạn này các bạn cũng nên quan tâm cái vấn đề ăn uống của những đứa trẻ trong gia đình các bạn nha ăn hợp vệ sinh hoặc là ăn chín uống sôi để tránh những cái vấn đề về sức khỏe hoặc là bảo vệ đôi mắt của chúng đừng có cho tiếp cận màn hình quá nhiều và đặc biệt các bạn nữa đó à, mình thấy là như vậy À, một số bạn có thể có tin tức vui về con cái ha à. hoặc là người thân của các bạn rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo đi nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hay xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi à, điều gì hạnh phúc nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 7 ngày tới từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024 và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 hiện tại các bạn đang có một sự muốn rời khỏi một cái tình huống nào đó không phù hợp nữa. Có thể là công việc hoặc là tình yêu. Hoặc là muốn chuyển nhà, vân à, vân Hoặc là ai đó đã rời khỏi cuộc sống của các bạn. Ừ, mình thấy các bạn rất là mong muốn thoát khỏi cái kiếp độc thân ha có một vài bạn như vậy các bạn rất là muốn xây dựng gia đình hạnh phúc ấm êm à, và ngoài ra các bạn đang rất là mong muốn có thật là nhiều tiền một số bạn ở đây các bạn rất là hy vọng mình có tiền có bạc hoặc là có cái cơ hội để gia tăng tài chính hơn nữa ừ, Hiện tại thì mình thấy dường như cái sức tập trung của bạn nó sẽ hiện uh, tập trung vào vấn đề vật chất tiền tài hơn và các bạn có thể là những người cũng uh, rất là thích À, nghe ngóng những tin tức bên ngoài hoặc là đọc, đọc những tin tức thế giới hoặc là một số bạn có thể là bạn đang ở nước ngoài rất là muốn về thăm gia đình hoặc là một vài bạn sắp tới khả năng có một cái sự xung hợp với gia đình với người thân ở xa ha, ở nước ngoài hoặc là có một vài bạn ở đây có thể là các bạn rất là muốn thực hiện một cái điều gì đó bạn mơ ước muốn làm một cái điều gì đó có ích cho cộng đồng cho xã hội đó đồng thời mình thấy có thể là một vài bạn các bạn muốn học ngoại ngữ muốn phát triển bản thân của mình à muốn vươn xa hoặc là muốn đi du lịch thế giới đi nước ngoài hoặc là đi uh, xuất khẩu lao động vân vân à, mình thấy các bạn đang chờ đợi một cái tin tức chiến thắng gì đó ha thì mình thấy tin tức đó sẽ là tin tức chiến thắng Đến với các bạn à, các bạn sắp thành công hình tụ chiến thắng về một cái điều gì đó trong cuộc sống của các bạn đó ừ. các bạn sắp hoàn thành xong cái uh, chu kỳ cũ hoặc là hoàn thành xong những cái vấn đề cũ nào đó để mở ra một cái chân trời mới đầy sự vui vẻ hơn rộn ràng hơn nha à thời điểm này bạn không nên tranh đấu tranh cãi với người khác kệ ai muốn gây hấn công kích gì để cho họ tự um, giải quyết vấn đề của họ đi Việc của bạn là im lặng ha, mình im lặng là những cái vấn đề mà họ xuất phát họ truyền đến các bạn sẽ quay trở lại với họ ha, và những cái điều xui rủi đó sẽ không bị ảnh hưởng bạn sẽ không bị ảnh hưởng ha bạn hãy tạo ra cái lớp bảo vệ bản thân của mình bạn được ơn trên bảo vệ nè cho nên bất cứ những điều gì mà người ta ném về phía bạn sẽ quay trở về phía họ gấp nhiều lần. Ừ. Vì có bạn hãy tin tưởng, hãy cầu nguyện luôn, hãy cầu xin thiên thời Michael bảo vệ cho bạn trong mọi lúc, mọi nơi, ha, mọi thời khắc. Ừ. À, có một vài bạn có tin tức vui về con cái nè, hoặc là có một số bạn sẽ sanh nở gì đó trong giai đoạn này, hoặc có một số bạn sẽ ăn sinh nhật trong thời điểm này, Mình thấy là như vậy. Ừ. Đi gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới mình thấy có thể một vài bạn là các bạn uh, sẽ có một cái sự hướng về tinh thần nhiều hơn có thể là bạn sẽ đi chùa nhà thờ khá là nhiều hoặc bạn có sự cầu nguyện với ân trên có một cái sự gọi là uh, so sáng bên trong tâm hồn các bạn có sự khai sáng giác ngộ có điều gì đó ừ. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có một cái sự phát triển về sức khỏe ha uh, về tinh thần và có sự cứng cỏi mạnh mẽ kiên cường vượt qua những cái trở ngại trong cuộc sống của mình À, có thể có một vài bạn à, có một cái vấn đề hơi bị thiếu hụt về tài chính ở đây nè Cho nên thời điểm này mình thấy dường như là các bạn à, được thúc đẩy ha Kiểu như là mình phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn Mình phải làm gì đó để tiền bạc của mình nó có sự rủng rỉnh hơn Không thể thiếu, không thể sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn này nữa kiểu vậy cho nên là mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự lột cái lớp mặt nạ Hoặc là bạn kiểu như là sẽ có sự không có kìm hãm những cái tài năng của mình à, Bạn sẽ có sự khai triển bản thân hoặc là tìm cơ hội công việc ha và có khả năng nhận được cơ hội công việc phù hợp à. thấy có một số bạn sẽ có cái sự gọi là tiền bạc rủng rỉnh hơn hoặc là tốt đẹp hơn phong phú giàu dào hơn có tài chính vào cuối vào giai đoạn cuối của 7 ngày tới ừ. chứ không có còn trong giai đoạn thiếu thốn ở giai đoạn đầu của 7 ngày tới nữa hoặc là có một người mang năng lượng nữ hoặc có tài chính hoặc có tiền bạc hoặc có sự gọi là nhảy bén về kinh tế thì họ sẽ giúp đỡ hỗ trợ gì đó cho các bạn ha à. Đây là thời điểm mà các bạn sẽ có một cái sự gọi là rời khỏi những cái vấn đề cũ Những cái tồn động cũ gì đó Hoặc là giải quyết những cái vấn đề về tinh thần của mình Để bạn có thể bước vào cái không gian được làm chính mình Hoặc là làm chủ cuộc sống của mình Thay đổi vận mệnh của mình Thấy như vậy thấy giai đoạn 7 ngày tới là à, một số bạn có thể là bạn sẽ có những cái sự gọi là di chuyển như mình nói ha có thể là đi du lịch đi công tác đi biển vân vân ừ. hoặc là bạn sẽ có sự gọi là sang một cái giai đoạn êm ái nhẹ nhàng hơn so với giai đoạn trước à, các bạn sẽ có khả năng chuyển động khá là nhiều di chuyển khá là nhiều À, một vài bạn nữ ở đây có khả năng sẽ lên cái khuyên hướng là xu hướng là sẽ tập thể dục ha để cải thiện bốc dáng của mình sau cái giai đoạn uh, ăn tết rực rỡ. <laughs> ở đây mình thấy thể là các bạn có thể là có nhiều anh shipper đến tìm các bạn, có thể một số bạn sẽ mua sắm quần áo khá là nhiều cho nên là hơi bị cạn kiệt tài chính đó. các bạn cần phải có một cái sự tỉnh táo lại <laughs> chỉ mua những gì phù hợp thôi nha. giai đoạn này phải tiết kiệm ở tương lai các bạn, bởi vì uh, giai đoạn suy thoái kinh tế mà, cho nên mình phải có một cái sự gọi là phòng thủ cho tương lai của mình. Ừ. Ngoài ra mình thấy các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nữ, đây là một người thông minh giỏi giang, nhạy bán, có tài ăn nói, khôn ngoan và có tinh thần rất là nhiệt huyết. Có thể họ sẽ cho bạn lời khuyên, hỗ trợ động viên gì đó cho các bạn. Hoặc là có một vài bạn có thể là bạn có sự gọi là phát triển bản thân của mình, sự nhiệt huyết, sự hăng say hoặc là cái khả năng ăn nói của bạn có sự tự tin trước đám đông. Hoặc là bạn có những cái buổi diễn thuyết dẫn dắt chương trình gì đó thì mình thấy các bạn sẽ hoàn thành rất là tốt. Yeah, một vài bạn ở đây các bạn cố gắng quyết tâm thực hiện gì đó thì nó sẽ có kết quả thắng lợi nha và có khả năng các bạn giai đoạn cuối của bạn ngày tới các bạn sẽ có cái sự dồi dào về tài chính tiền bạc à, sự đủ đầy hoặc là có thể những gì mà bạn quyết tâm nỗ lực à, đạt được các bạn sẽ đạt được cái thành tích à, thành tựu ừ. một số bạn có thể là bạn sẽ dùng luật hấp dẫn để bạn có thể thu hút những điều bạn mong muốn thì mình thấy khi mà bạn đã chỉnh chu rồi bạn ít ý thức được cái điều bạn muốn là gì rồi bạn lên kế hoạch để thực hiện nó một cách cam kết và bền vững à, chăm chỉ á thì mình sẽ bạn thấy bạn sẽ thu hút được tất cả à, ăn thua là bạn có quyết tâm và bạn có sự tin tưởng của vào ơn trên và bản thân mình hay không uhm. một cái giai đoạn 7 ngày tới mình thấy dường như nó khá là phấn chấn và khá là uh, tư rối dành cho các bạn Thấy có một số bạn sẽ ăn ngon mặc đẹp hoặc là kiểu như là sẽ diện đồ đi du lịch hoặc là đi chơi đi đám cưới đám tiệc gì đó ở đây ừ. số bạn có khả năng là sẽ tìm ra cho mình một cơ hội kiếm tiền mới ha à, tuy nhiên thì mình thấy có thể ai đó mời gọi bạn hợp tác làm ăn kinh doanh mua bán các bạn hết sức cẩn thận để tránh bị mất tiền bị lừa nha bởi vì có cái đối tượng không tốt ha những cái người lừa đảo nè ừ. hoặc những cuộc gọi những cuộc không báo gì đó ha lừa đảo cẩn thận À, mình thấy các bạn có rất là nhiều con số 7 ở đây à, 77 nè các bạn có thể lên Google sợ con số thiên thần này nha một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ cố gắng quyết tâm để có được được tiền ừ. nói chung là niềm vui hạnh phúc của bạn trong giai đoạn 7 ngày tới là sẽ có tiền đó nhưng mà giai đoạn cuối chứ không phải giai đoạn đầu giai đoạn đầu coi chừng bị thiếu hụt <laughs> ngoài ra mình thấy có thể là các bạn có sẽ có rất là nhiều những cái sự vui vẻ hoặc là thậm à, chí một số bạn sẽ mua xe hoặc là À, có nhiều bạn ở đây thì mình thấy tiền bạc nó chảy vào cái tài khoản của bạn ha và đồng thời ở đây thì có thể có rất là nhiều anh shipper đến tiền các bạn đó và có một vài bạn các bạn sẽ có một sự liên quan đến vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó trong giai đoạn 7 ngày tới này ừ uhm có thể là giấy tờ chuyển nhà hoặc là chuyển chỗ ở hoặc là đi du lịch gì đó khả năng nó sẽ được giải quyết ổn thỏa cho các bạn nha ừ. hoặc là các bạn có khả năng một vài bạn có thể là các bạn sẽ thắng kiện ừ. ngoài ra các bạn được khuyến khích là hãy luôn sống trung thực ha rõ ràng minh bạch à, sống uh, chân lý sống gọi là thiện toàn cứ sống tốt trời xanh tự an bài ngoài ra một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng uh, À, chạy xe cẩn thận ha, để tránh gọi là bị uh, kiểm tra đó ha, hoặc đem theo giấy tờ đầy đủ nha để tránh gặp những cái chốt sẽ là sẽ kiểm tra hoặc là thổi nồng độ cồn vân vân uh. à, ngoài ra ở đây thì mình thấy là một số bạn các bạn sẽ chứng kiến được một cái vấn đề nhân quả gì đó từ ứng nghiệm trong uh, cuộc sống của các bạn một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có sự kết nối một người mang năng lượng nam có tiền có bạc uh, mạnh mẽ làm chủ thông minh giỏi giang có thể là người này họ là người chủ mới của các bạn hoặc đây là người cộng tác cộng sự gì đó của các bạn ừ. hoặc là một vài bạn thì có khả năng kết nối với một người luật sư nào đó ừ. hỗ trợ cho cái vấn đề pháp lý giấy tờ một số bạn ở đây thì bạn sẽ có sự học hỏi những cái mới ừ. hoặc là một vài bạn sẽ chưng bông chân hoa ha? có sự kết nối với thiên nhiên khá là nhiều hoặc là kết nối với cha mẹ của mình có một số bạn có bạn có tiền có thể là bạn sẽ mua sắm gì đó cho cha mẹ của các bạn hoặc một vài bạn như mình nó có tin vui về con cái khiến các bạn cảm thấy trong vua, trong lòng rất là rạng rỡ hạnh phúc một số bạn nữ và ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn cũng có một cái hướng đi rõ ràng có cái mục tiêu mục đích sống của mình rõ ràng chứ không có còn mù mờ nữa và mình thấy dường như cái tinh thần của bạn nó rất là phấn khởi và tiến về phía trước một cách mạnh mẽ bởi vì bạn đã biết được đường đi nước bước biết được cái con đường nó như thế nào cho nên là mình thấy các bạn rất là vững dạ vững lòng hai bạn sẽ nhận được khá nhiều cuộc gọi trong hai giai đoạn 7 ngày tới đó, cho nên là phải biết cân nhắc cẩn thận để tránh bị thao túng ha bởi những cuộc gọi lừa đảo. Mình thấy các bạn sẽ quyết đoán hơn, Dưỡng mạnh hơn, dứt khoát hơn ha cho tương lai của mình, không có còn ở trong cái trạng thái ngần ngừ, trần trừ và à, có sự gọi là căng thẳng nữa. À, Hãy các bạn có sự gọi là viết lên cái lịch trình gì đó của các bạn Hoặc là các bạn học cái gì đó mới cho nên bạn sẽ viết vào sổ ghi chép Cho nó mau nhớ, mau, uh, nhớ lâu hơn ha, kiểu vậy Và đồng thời các bạn kết nối với trực giác Ở đây Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đi thăm ông bà của mình chẳng hạn à, Hoặc là mình thấy có thể là bạn viết lên cái kế hoạch cho tương lai Như là mình sẽ tiết kiệm thế nào, mình sẽ... À, đi học cái gì trong thời gian tới ha hoặc là mình sẽ làm gì vân vân nói chung là viết nhật ký hoặc là lên một cái kế hoạch thịnh dưỡng hoặc là mình sẽ để dành những khoản như thế nào để có thể có một cái sự gọi là có dư ở số bạn một số bạn ở đây sẽ nấu ăn nè hoặc là ăn chay hoặc là có những đám tiệc gì đó trong gia đình cho nên có một cái sự chỗ tài nấu nướng à, hoặc là bạn nấu ăn cho người thân Ha. ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ chứng kiến một cái phép màu một cái điều gì kỳ gì đó hoặc bạn cứ ngủ mơ thấy cái thiên thần ha. hoặc là mình thấy có thể là bạn trên trang mạng bạn xem được khá là nhiều những cái hiện tượng kỳ lạ những phép màu gì đó ha trong thời gian tới trong bảy ngày tới bạn nào học ngoại ngữ thì cứ học đi ha ừ, con đường học ngoại ngữ sẽ giúp cho bạn mở ra những cái cánh cổng mới và gia tăng tài chính của các bạn nếu bạn có một cái sự đầu tư nghiêm túc À, ở đây thì mình thấy là à, giai đoạn 7 ngày tới bạn có khá nhiều niềm vui ha. tiệc Tùng rồi um, niềm vui về con cái rồi có sự hợp mặt với những người thân yêu hoặc là có những cái thông tin tin tức về sự chiến thắng ha. luật nhân quả được ứng nghiệm rồi có được những cái món đồ món quà mới hoặc là có sự sáng tạo và tài chính có sự rủng rỉnh hơn hoặc là vượt qua được những giai đoạn đen tối trong cuộc sống của mình và có một cái sự phát triển về mặt tinh thần tâm thức cao hơn và có sự kết nối với ơn trên một cách mạnh mẽ nhất Thấy có 10% một số bạn ở đây trong giai đoạn 7 ngày tới có thể tiến đến hôn nhân ha. 10% thôi à. wow, Ở đây mình thấy những bạn nào mà yêu nhau Trong giai đoạn 7 ngày tới này là các bạn hết sức cẩn thận Để tránh gọi là mâu thuẫn, tranh cãi Rồi chia tay nha Có ừ. thể là lời ăn tiếng nói Nó qua nói lại hoặc có những cái sự nghi ngờ gì đó Mình thấy các bạn nên có sự tìm hiểu kỹ lưỡng Hoặc là có một cái sự chia sẻ với nhau Những thông tin Để tránh hiểu lầm À hoặc là như mình nói khoảng 10% một số bạn các bạn sẽ kết thúc những cái giai đoạn độc thân uh, kết thúc cái giai đoạn gọi là um, đơn lẻ các bạn sẽ có sự về chung một nhà thành đôi thành cặp bạn nào mà vượt qua được cái giai đoạn gọi là mâu thuẫn gây gắt gì đó ha biết cân bằng và biết hài hòa, hòa với nhau có thể các bạn sẽ dự tính lên kế hoạch để đám cưới uhm. những bạn nào độc thân thì có thể vẫn còn ở trong trạng thái độc thân bởi vì bạn cũng uh, chưa muốn hoặc là bạn uh, cần phải tập trung vào tương lai sự nghiệp của mình tập trung vào tiền bạc là chính yếu Ừ. còn những bạn nào mà ngắt kết nói chia tay thời điểm này là thời điểm các bạn cần phải ở một mình dành thời gian để chữa lành à, về sức khỏe về tinh thần của các bạn trước cái đã tìm kiếm niềm vui trong gia đình trong những việc bạn làm lên kế hoạch xây dựng một cái tương lai vững chắc hơn ha. tập trung vào tài chính của các bạn đi xây dựng nền tảng cho các bạn trước hết để đừng có để tình yêu ảnh hưởng nữa đừng trong ngóng trong chờ nữa đặc biệt các bạn nữ ừ. bởi vì mình thấy cơ hội tài chính đang đến các bạn có một cái sự giúp cho bạn có sự thay đổi lột xác đó cho nên là có thể các bạn nên dẹp cái chuyện tình cảm sang một bên để bắt đầu một cái tương lai sáng hơn cho cuộc sống của các bạn tình yêu nó chỉ đóng một vai trò nào đó trong cuộc sống thôi chứ nó không phải là tất cả à, việc của bạn phải sống một cuộc sống gọi là tự do độc lập có tiền có bạc và yêu thương bản thân của mình có thể mua những món đồ mình yêu thích và không phải sống trong cái sự gọi là bị điều kiện bởi người khác đó chính mới là tình yêu thực sự nha tình yêu cho bản thân trước đi ha. rồi từ từ khi mà bạn giải tỏa được cái vấn đề uh, cuộc sống của mình nó có sự êm ái rồi mọi thứ cũng sẽ cho sự cho trải thuận lợi lại thì mình thấy là như vậy à có một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn quen một ai đó mới đặc biệt quen qua mạng ha người nước ngoài cẩn thận coi chừng gặp phải những cái người lừa đảo họ lấy hình của người nước ngoài để chiêu dụ để nói ừ tặng quà tặng tiền cho các bạn để họ kêu bạn đóng thuế hải quan gì đó ha là lừa đảo đó coi chừng hoặc một số bạn nữ nào, nào đó còn trẻ quen ai đó mới các bạn đừng có đột vội tin người khác cẩn thận để tránh bị bỏ bùa hốc mê thuốc bê gì đó rồi gây ảnh hưởng đến cái um, quyền lợi các bạn và có khả năng là có con ngoài ý muốn cho nên là hết sức cẩn trọng như các bạn uh, nữ còn trẻ tuổi chưa hiểu sự đời à. giai đoạn này có rất là nhiều người lừa đảo lợi dụng tình cảm đó cho mình nên mình phải có một cái sự biết yêu bản thân của mình và bảo vệ chính mình Ở đây một cái thông điệp mà thiên thần dành cho các bạn Nếu như bạn cảm thấy buồn, kiệt sức hoặc là chán ngợp Thì bạn hãy biết rằng mọi chuyện sắp thay đổi à, Để mang lại cái năng lượng tích cực vào cuộc sống của bạn Thì các thiên thần của bạn đang khuyến khích các bạn làm những gì khi mà cảm thấy sống động Cho dù bạn bị thu hút bởi việc theo đuổi sở thích Dành thời gian giữa thiên nhiên hay với những người thân yêu Hay thậm chí là um, có những cái sự đọc những quyển sách hay vân vân Thì bạn đang đều được hướng dẫn để thực hiện những cái động thái đó ngay bây giờ bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy tích cực, may mắn và vui vẻ sẽ hỗ trợ bạn thu hút nhiều hơn những cảm giác và trải nghiệm này vào cuộc sống của các bạn và các thiên thần của bạn đang chờ đợi để tỏ ánh sáng và tình yêu của các ngài trên thế giới của bạn uhm. vì vậy bạn hãy kêu gọi các ngài ha mang cái tình yêu của các ngài vào trong cuộc sống của các bạn và khi mà bạn có được nhiều tình yêu thương từ thần thánh thì các công việc của bạn cũng sẽ cho trải thuận lợi hoặc là mọi thứ mà bạn mong muốn có khả năng sẽ đến với bạn một cách uh, trọn vẹn có một số bạn ở đây sinh nhật các bạn mình chúc các bạn sinh nhật vui vẻ thành công ha đạt được những thành tựu lớn lao <laughs> hoặc là có được những cái hạnh phúc mà bạn trong chờ trong đợi và hãy quyết tâm để thực hiện để đạt được nó ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn